Vâng, và tiếp theo đây là em Trường sẽ ăn ác xe, ác thiếu lâm nha anh em. Quay ra chỗ Phượng Tường, biết đâu ra cái tín vật nữa anh em. Tín vật hình như nó vừa nó bung một đoạn này. Như tín vật nó loạn choạng nó bung một đoạn này. Ô, này một phát được 19 cái sát thủ lệnh rồi này. Ui, 22 cái sát thủ lệnh luôn. Con này ăn ra nhiều sát thủ lệnh thế. Hai ba cái luôn. Ác ma Lazada thế nhỉ. Ôi giời, con này ăn ra cặp nhẫn luôn à. Ô, con này ăn ra cặp cặp nhẫn này luôn chứ, ác nhỉ. Chí chá nhờ. Giờ đến tổng hợp bác này, này, một cặp nhẫn nhẫn bạc nhẫn tình yêu này. 2K đua top, 2K đua top bây giờ cũng rơi vào 1.2 kim. 4 kim. 4 kim. Thiết là hán ít nhỉ, ví kíp 21. Con này đen này, con đều có hai viên thủy tinh này. Huyền tinh 5, huyền tinh 3. Được hai viên huyền tinh 7 nữa cũng ok. 23 cái lệnh bài boss. Lến, 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 tinh hồng một viên, dương xanh dương sủng. Em tính nhẩm qua nhé, em nhìn nhẩm qua này, 2 kim, 4 kim, 5 kim, 6 kim, 7 kim. Con này lỗ tầm 2 kim. Con này lỗ tầm 2 kim. Con này lỗ tầm 2 kim anh em ơi. Con này lỗ tầm 2 kim.